Cô chào cả lớp, mời cả lớp ngồi. Tuần trước, chúng ta đã được học bài thơ Tiếng Vọng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Em nào có thể xung phong đọc diễn cảm một đoạn của bài thơ và trả lời câu hỏi con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào? Cô mời Ngọc Anh. Tiếng Vọng, con chim sẻ nhỏ chết rồi. Chết trong đêm cơn bão về gần sáng. Đêm ấy, tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa. Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi. Và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú. Không còn nghe tiếng cánh chim về và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt. Con thưa cô, con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh chết trong đêm cơn bão về gần sáng ạ. Chim đã đập vào cánh cửa nhờ sự cầu cứu và sự giúp đỡ nhưng đã không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Cô mời bạn Ân nhận xét bạn nào. Con thưa cô, là bạn đã trả lời đúng rồi ạ. Thế bạn đọc đã đúng chưa? Đọc là Ân, nhưng còn một từ còn lẫn. Đang lẫn. Đúng rồi, cô mời em ngồi. Cô ghi cho Ngọc Anh 9 điểm. Qua bài thơ, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? Cô mời Thùy. Cô, trong bài thơ tác giả muốn nói với chúng ta nên yêu thương và giúp đỡ động vật, loài vật ạ. Còn gì nữa không em? Nhận sự giúp đỡ loài vật ạ. Bạn nào có thể bổ sung ý kiến cho bạn nào? Cô mời Thùy Dung. Con nói cô, bạn nói phải nhận sự giúp đỡ của loài vật thì ta nên sửa lại là nên nhận sự cầu cứu của loài vật ạ. Nhớ chưa Thùy? Bạn Dung nhận xét rất là đúng. Thùy ngồi xuống đi. Như vậy là cô thấy cả lớp ta đã học bài cũ rất là tốt. Các em không những đọc hay mà còn nắm được nội dung của bài. Cô cũng ghi cho bạn Thùy 9 điểm. Và cô khen cả lớp ta đã học bài cũ tốt nào. Cả lớp dở sách giáo khoa tiếng Việt trang 125 và quan sát tranh trong sách giáo khoa. Các em ạ, rừng Việt Nam có rất nhiều loại cây quả đẹp và quý. Thảo quả là một trong những loại cây quả đó. Ở Lào Cai, một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, thảo quả mọc thành từng cánh rừng. Rừng thảo quả đẹp như thế nào? Hương thơm của thảo quả quyến rũ ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng được cảm nhận điều đó qua bài tập đọc Mùa thảo quả của nhà văn Ma Văn Kháng. Cô mời cả lớp mở vở ra ghi đầu bài cho cô. Cô mời Thảo Trang đọc lại toàn bài cho cả lớp nghe nào. Mùa thảo quả trên rừng đàn khao đã vào mùa, gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, giải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chim san, gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Thảo quả trên rừng đàn khao đã chín đục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sẩm uất từng khóm, râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xẻ lá, lấn chiếm không gian. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa dây bụi mùa đông, những chùm hoa khét miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần dưới đáy rừng tựa như đột ngột bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.
rừng xanh ngay và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nhánh vui mắt. À, rất giỏi, em ngồi xuống đi. Bài này tương đối dài, cho nên chúng ta sẽ chia thành 3 đoạn. Đoạn đầu tiên, từ đầu cho đến nếp khăn. Đoạn thứ hai, từ thảo quả trên rừng đàn khao đã chín nục cho đến lấn chiếm không gian. Và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Cô mời Thanh, Ân và Tuấn Anh đọc nối tiếp 3 đoạn cho cô. Mùa thảo quả trên rừng đàn khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, dải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chim sam. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm của trong từng nếp áo, nếp khăn. Thảo quả trên rừng đàn khao đã chín nục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả reo trên đất quả. Rừng. Em đọc lại cho rõ hơn. Thảo quả reo trên đất rừng, qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. Sự sống cứ tiếp tục trong con thầm, hoa thảo quả dưới gốc cây tỉnh táo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi vụ mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái, thảo quả chín dần dưới tầng đáy rừng. Dưới đáy rừng, tựa như lột ngột, bỗng dựng lên những chùm thảo quả đỏ chót chót như chứa lửa, chứa nắng. Từng mập hương thơm, từng sáng như có lửa hát lên từ dưới đáy rừng. Từng xanh đây và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng. Ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy, vui mắt. Qua theo dõi các em đọc, cô thấy trong bài còn hai tên riêng là đàn khao và chin san. Chúng ta đọc đang còn ngắc ngứ. Ngoài ra, các em thường còn bị nhầm lẫn giữa dấu hỏi và dấu ngã. Ví dụ, thảo quả, mạnh mẽ. Chúng ta cố gắng luyện đọc nhiều hơn để cho đúng. Và khi viết chính tả thì không bị sai nhé. Cô mời Thùy Dung đọc cho cô cả 4 từ trên. Đàn khao, chim sam, thảo quả, mạnh mẽ. À, rất giỏi. Cô mời Dung ngồi xuống. Cô mời Thùy, Thành và Minh Phương đọc nối tiếp cho cô 3 đoạn nào. Mùa thảo quả trên rừng đàn khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Chim san. Chim san, gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Thảo quả trên rừng đàn khao đã chín nục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả reo trên đất rừng, qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, từ một thân lẻ thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. Cố gắng. Sự sống cứ tiếp tục trong con thần, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái, thảo quả dưới đáy rừng tự như đồng ngồi, bỗng dựng lên những chùm thảo quả đỏ chót chót như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, từng sáng như con lửa hắt lên từ dưới đáy rừng, từng xanh ngay và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp lên nhỏ mới, nhấp nháy vui mắt. Vậy là cô thấy các em đọc đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy. Cô mời Việt Anh đọc cho cô phần chú giải trong sách giáo khoa. Thảo quả tên mùa
bầu rục. Lúc chín màu đỏ rực, tỏa mùi thơm ngào ngạt, dùng làm thuốc hoặc gia vị. Đản Khao tên một vùng đất thuộc tỉnh Lào Cai. Chín lục, chín đến lúc nhũn ra, sầm uất, đông đúc, nhộn nhịp. Ý trong bài nhiều đến mức tùm rậm rạp. Tầng rừng thấp, tầng rừng gồm các loại cây bụi và cây dây leo dưới đất. Tầng rừng giữa gồm các loại cây có độ cao trung bình. Tầng rừng cao gồm các loại cây to, thân cao vút, tán rộng. Em ngồi xuống, cô mời Xuân đọc lại phần chú giải trong sách giáo khoa nào. Thảo quả tên một thứ cây. Thảo quả quả hình bầu dục, lúc chín màu đỏ rực, tỏa mùi thơm ngào ngạt, dùng làm thuốc hoặc gia vị. Đản Khao tên một vùng đất thuộc tỉnh Lào Cai. Chín lục, chín đến mức mềm nhũn ra, sầm uất, đông đúc, nhộn nhịp. Ý trong bài nhiều đến mức tùm rậm rạp. Tầng rừng thấp, tầng rừng gồm các loại cây bụi và dây leo dưới đất. Tầng rừng giữa gồm các loại cây có độ cao trung bình. Tầng rừng cao gồm các loại cây to, thân cao vút, tán rộng. Em ngồi xuống đi. Ngoài những từ ngữ mà sách giáo khoa đã giải nghĩa, cô thấy ở trong bài này có từ quyến. Cô mời Tùng đọc cho cô câu có từ quyến nào. Gió hơi lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, giải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lợn, thơm nồng và những hương xóm kim san. À, em ngồi xuống. Trong câu này, từ quyến nên hiểu như thế nào? Cô mời Thùy Dung. Em thưa cô, trong câu này từ quyến nên hiểu như là quấn đi ạ, là mang đi ạ. À đúng rồi, rất giỏi, em ngồi xuống đi. Cả lớp đọc lướt cho cô đoạn thứ hai trong bài và tìm xem trong đoạn này có câu nào dài và khó đọc nhất. Cô mời Thanh. Em thưa cô là câu thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vương ngọt xẻ lá lấn chiếm không gian. À đúng rồi, cô mời Dung đọc lại câu này. Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. Rất tốt, cô mời Dung ngồi. Như vậy cô vừa hướng dẫn chúng ta đọc thế nào cho đúng và giải nghĩa các từ khó trong sách giáo khoa. Bây giờ bạn nào xung phong đọc bài cho cả lớp nghe. Cô mời Hoàng Dũng nào, cô mời Nguyễn Hà và cô mời Thái nào. Mùa thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa. Gió tây lướt lướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, giải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng bằng thôn xóm chín san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ướp trong từng lớp áo, lên tăng. Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín lục, chẳng có thứ quả nào hương thơm. Chẳng có thứ quả nào, đọc liền nhá. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại đây nhất, kỳ lạ đến như thế. Đúng rồi. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả ra trên đất rừng, qua một năm đã lớn cao tới đủ người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ. Lẻ. Thảo quả đâm trên hai nhánh mới, thử sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy. Tháng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầu luất từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọt xòe lá lấn chiếm không gian. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái, mùa quả chín dần. Em đọc lại đi. Thảo quả chín dần dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng dựng lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng. Ngày qua ngày lại thắp lên nhiều ngọn mới, nhấp nháy mắt. Vừa rồi ba bạn Hoàng Dũng, bạn Nguyễn Hà và bạn Thái đọc đã tiến bộ hơn mọi hôm rất nhiều rồi đấy. Đặc biệt là bạn Dũng và bạn Hà. Còn bạn Thái thì
vẫn đang còn hơi nhầm lẫn, vấp váp ở một số từ có dấu hỏi và dấu ngã. Thái cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Lớp ta khen ba bạn nào. Trước khi chuyển sang phần tìm hiểu bài, cả lớp theo dõi trong sách giáo khoa, nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài một lần để xem giọng đọc ở ba đoạn có gì khác nhau nhé. Mùa thảo quả. Thảo quả trên rừng đàn khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi dài theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng thơm nồng vào những thôn xóm chin san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Thảo quả trên rừng đàn khao đã chín nục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây, kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần, dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy, vui mắt. Cô mời cả lớp đọc thầm cho cô câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa. Sau đó, các em đọc thầm đoạn số 1 để trả lời cho câu hỏi này. Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào? Cô mời Thanh. Thưa cô, là thảo quả được báo hiệu bằng hương thơm ngọt lựng, thơm nồng, thơm đậm và được gió cuốn đi dải theo triền núi và đưa vào những thôn xóm chin san và ủ ấp trong nếp áo nếp khăn của người đi rừng ạ. Rất giỏi. Cô mời em ngồi xuống. Bây giờ các em hãy trao đổi theo nhóm bàn xem cách dùng từ đặt câu của tác giả có gì đặc biệt. Về cách dùng từ thì ba con câu thơm. Tôi sẽ chia ra 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cùng nhau trao đổi đi. Đầu tiên là nói về từ trước nhé. Này, bắt đầu từ dùng từ xem có những từ nào được lặp lại nhiều lần, đúng không? Rồi còn về cách dùng, cách đặt câu của tác giả này, cùng thảo luận về đặt câu. Về cách dùng từ thì từ thơm được lặp lại nhiều lần trước ba câu, xem là cách đặt câu từ nào. Về cách đặt là một câu dài, tìm ra chưa? Trong đoạn này có một từ được tác giả lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đó là từ nào? Nào cô mời Kim nào. Cô, trong đoạn này có một từ tác giả đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đó là từ thơm ạ. À đúng rồi, bạn phát hiện rất là đúng đấy. Từ thơm được lặp lại mấy lần? Em thưa cô, từ thơm được lặp lại 5 lần ạ. À, em nêu luôn đi. Còn hai từ nào nữa? Hai từ thơm nồng và thơm đậm. À đúng rồi. Cô mời em ngồi xuống. Cách đặt câu của tác giả có điều gì đặc biệt không? Cô mời Dung. Cô, cách đặt câu của tác giả là câu thứ hai là một câu dài, và sau câu dài
là có ba câu ngắn nối tiếp nhau ạ. Em đọc luôn ba câu ngắn này nào. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm. Bạn đã phát hiện rất đúng rồi đấy. Cô mời Dung ngồi xuống. Cách dùng từ và đặt câu của tác giả như vậy nhằm mục đích gì? Cô mời Việt Anh A. Cách dùng từ đặt câu như vậy giúp tác giả gợi tắm hương thơm đặc biệt của hoa đào quả. À, rất giỏi. Và đấy cũng chính là ý chính của đoạn 1. Cô mời Việt Anh ngồi xuống. Các em hãy đọc thầm cho cô câu hỏi số 2 nào. Tuấn Anh đọc cho cô câu hỏi. Chi tiết cho anh thấy cây đảo quả phát triển rất nhanh. Em ngồi xuống. Lớp chúng ta hãy đọc thầm đoạn 2 để trả lời câu hỏi này. Cô mời Ngọc Anh nào. Em đưa cô các chi tiết nói lên sự phát triển của đảo quả là mới đầu xuân năm kia những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người ạ. Sau một năm nữa thì từ một thân lẻ thảo quả đâm thêm hai nhánh mới ạ. Một năm sau. Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già thảo quả sầm uất từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. Cô thấy Ngọc Anh trả lời đã đúng rồi đấy. Tuy nhiên lần sau các em lưu ý là trả lời bằng lời lẽ của mình chứ đừng đọc nguyên cả câu nhé. Cô mời Kim đọc cho cô đoạn 3 của bài. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khoe miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng xanh ngay và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng. Ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới nhấp nháy trước mắt. Cô mời em ngồi xuống. Cô mời Ân đọc cho cô ý 1 của câu hỏi 3. Hoa thảo quả nảy ra ở đâu? Ai có thể trả lời được câu hỏi bạn Ân vừa nêu? Cô mời Thanh. Thưa cô là hoa thảo quả nảy dưới gốc cây và nảy ở trong rừng ạ. À, cô mời em ngồi xuống. Khi thảo quả chín, rừng có những nét gì đẹp? Cô mời Ngọc Anh. Em thưa cô khi thảo quả chín, rừng bỗng rực lên những chùm thảo quả đó chon chót ạ, như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hát lên từ dưới đáy rừng. Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới nhấp nháy hương mắt. À, đúng rồi đấy. Ở đoạn này tác giả tập trung miêu tả cái gì? Cô mời Ánh Ngọc. Em thưa cô, ở đoạn này tác giả tập trung đã về vẻ đẹp của rừng khi thảo quả chín ạ. À, rất giỏi, em ngồi xuống đi. Như vậy, cô vừa hướng dẫn chúng ta tìm hiểu xong được nội dung của bài này. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện đọc diễn cảm. Cô mời bạn Thanh đọc cho cô đoạn 1 nào. Cả lớp theo dõi xem bạn nhấn giọng, ngắt giọng đã hợp lý chưa? Thảo quả trên rừng đảng khao đã vào mùa, gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, dải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chim sam. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, phủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. À, cô mời em ngồi xuống. Cô mời Dung nhận xét xem nào. Em thưa cô, bạn đọc là đúng rồi, nhưng bạn đọc hơi nhanh ạ. Bạn đọc đúng rồi, bạn đã nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Em thưa cô, bạn đã nhấn giọng ở các từ ngữ tả mùi thơm của thảo quả như là thơm nồng, thơm đậm và các từ ngữ như từ thơm ạ. À, rất giỏi, đúng rồi. Em ngồi xuống đi. Cô bổ sung thêm là khi đọc đến đoạn này ở câu 2, câu dài, chúng ta đọc giọng hơi ngân dài một chút. Nhưng ở sau 3 câu ngắn
chúng ta nghỉ hơi lâu một chút. Ở sau mỗi câu ngắn, chúng ta nghỉ hơi lâu một chút để gợi cho người đọc cũng muốn dừng lại thưởng thức mùi thơm của thảo quả. Em nào có thể đọc tốt hơn đoạn này cho cô? Cô mời Dung. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi. Đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đập, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. À, rất tốt, cô thấy bạn Dung đã đọc đoạn này rất là diễn cảm. Cô mời Dung ngồi xuống, bạn nào xung phong đọc được giống như bạn nào? Cô mời Mạnh nào, cố gắng lên em. Mùa thảo quả, thảo quả trên rừng đạn khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, dải theo triền núi. Đưa hương thảo quả ngọt lực, thơm nồng vào những thôn xóm chín san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Mạnh ngồi xuống đi, cô thấy là bạn Mạnh đọc đã hay rồi. Tuy nhiên, về ngắt giọng lại có chỗ chưa hợp lý lắm. Tức là ở sau câu dài thì bạn nghỉ hơi lâu, nhưng mà ở sau 3 câu ngắn này thì bạn nghỉ lại hơi ít, đúng không nào? Lớp ta cố gắng để đọc đoạn này cho tốt nhé. Cô mời Việt Anh đọc cho cô đoạn thứ 2. Thảo quả trên rừng đạn khao đã chín lục, chẳng có thứ quả nào hương lại ngây ngất, kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm thân lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. À, em ngồi xuống. Bạn nào nhận xét xem giọng đọc của bạn đã phù hợp chưa? Cô mời Thành nào. Bạn đọc nhanh hay chậm em? Em đưa cô, bạn đọc hơi chậm ạ. À, hơi chậm. Vậy theo em thì đoạn này chúng ta cần phải đọc như thế nào? À, theo em đoạn này chúng ta cần phải đọc hơi nhanh ạ. Vì sao? Vì ta nói về sự sinh sôi nhé. Rất giỏi, em đọc thể hiện luôn đoạn này cho cô nào. Thảo quả trên rừng đạn khao đã chín lục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất, kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Tháng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. À, cô mời em ngồi xuống. Cô thấy bạn Thành đọc đã nhanh rồi, đã thể hiện được sự lớn mạnh của cây thảo quả. Tuy nhiên, Thành lại đang còn một cái lỗi là nhầm lẫn giữa dấu hỏi và dấu ngã đấy. Cho nên cố gắng để sửa sai em nhé. Bạn nào thể hiện thật tốt đoạn này cho cô? Cô mời Hoàng Phương. Thảo quả trên rừng đạn khao đã chín lục, chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kỳ lạ đến như thế. Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã lớn cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy? Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả sầm uất, từng khóm râm lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xòe lá lấn chiếm không gian. À, em ngồi xuống đi. Bạn đọc đã tốt hơn rồi đấy. Cô mời Cảnh Tuấn đọc cho cô đoạn 3 nào. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa kết bắt đầu kết trái, thảo quả chín dần dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng dựng lên những chùm đào quả đỏ trơn trót như chứa lửa chứa nắng. Rừng ngọc hương thơm từng sáng như con lửa hắt lên từ dưới đáy rừng, rừng xanh ngay và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng.
ngày qua ngày đã đọc thêm nhiều mặt mới, nhấp nháy vui mắt. Bạn nào nhận xét xem bạn Cảnh Tuấn đọc đã nhấn giọng ở những từ ngữ cần nhấn giọng chưa? Cô mời Thùy Dung. Em được cô, bạn đọc đã nhấn giọng của các từ ngữ cần nhấn giọng rồi ạ. À, đó là những từ ngữ nào? Đó là từ ngữ rực lên ạ, đỏ chon chót, nhấp nháy vui mắt ạ. À, em ngồi xuống. Bạn nào có thể nhận xét xem cách đọc của bạn Cảnh Tuấn đã làm nổi bật được cái vẻ đẹp của rừng thảo quả khi thảo quả chín chưa? Nào cô mời Thùy Dung nào, em lại nhận xét tiếp. Em đưa cô, bạn Cảnh Tuấn đọc mà bài này thì bạn ba thì nên đọc với giọng vui vẻ, và nhưng bạn Tuấn đọc với giọng nhẹ nhàng. À, ý của bạn Dung là chúng ta nên đọc đoạn ba này với giọng vui vẻ, cảm giác như thể là ta bị bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cái vẻ đẹp của rừng thảo quả. Vậy Dung hãy thể hiện thật hay đoạn này cho cả lớp nghe. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần dưới tầng đáy, dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chót chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, từng sáng như con lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Từng say ngây và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng ngày qua ngày lại thắp lên nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt. À, bạn Dung đã đọc rất hay. Bây giờ cô mời Ánh Ngọc nào, em đọc lại đoạn này cho cô. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần dưới đáy rừng, tựa như đột ngột bỗng rực lên những chùm hoa thảo quả. Em đọc lại chỗ đấy. Bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót. Bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng, thảo quả như những đốm lửa hồng. Ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt. Em đang còn đọc sai ở tiếng lửa đấy nhá. Cố gắng, đây là dấu hỏi, đọc mềm giọng hơn một chút nữa, nghe chưa? Bây giờ các bạn trong cùng một bàn, chúng ta cùng đọc cho nhau nghe. Bạn này đọc đoạn 1 thì lần lượt đến bạn kia đọc đoạn 2 và cùng sửa cho nhau để cố gắng chúng ta được đọc diễn cảm bài này. Đọc đoạn 1 thì bạn Thanh sẽ nghe. Rồi đến bạn Thanh lại đọc đoạn 1, à đoạn 2 thì em nghe và sửa cho bạn. Qua rừng nguyễn hương thảo quả đi, rải theo triền núi thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm đây. Ấp thì bạn đọc thì em phải nghe, nghe để góp ý cho bạn. Nghe chưa? Thì bạn đọc thì em nghe, thì một thất lượng đó là góp ý cho bạn khi bạn đọc. Chúng ta đã cùng đọc cho nhau nghe này, cùng góp ý để sửa sai cho bạn. Thế bây giờ cô sẽ tổ chức thi đọc diễn cảm. Bài này dài cho nên sẽ không đọc diễn cảm cả bài, mà chúng ta sẽ đọc diễn cảm đoạn 1. Bạn nào xung phong thi đọc nào? Cô mời bạn Dung, cô mời Ngọc Anh nào. Hai bạn cùng thi đọc cho cô. Bạn nào xung phong đọc trước? Bạn nào? À, Dung đọc trước nhé. Cả lớp nghe để xem hai bạn, bạn nào đọc hay hơn. Mùa thảo quả trên rừng đảng khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi. Đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. Mùa thảo quả trên rừng đã khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, dải theo triền núi. Đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm chim san. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm, người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn. À, cô mời em ngồi xuống. Cô mời Tuấn Anh nhận xét xem trong hai bạn đấy, bạn nào đọc hay hơn? Em đưa cô và cả
hay ạ. À đúng rồi, cô cũng thấy rằng hôm nay cả hai bạn, bạn Dung và bạn Ngọc Anh đọc bài đều rất tốt. Cô ghi cho mỗi bạn một điểm 10. Cả lớp tuyên dương bạn nào. Cô mời Tuấn Anh ngồi xuống. Em nào có thể nêu được nội dung của bài này? Cô mời Ngọc nào. À, em thưa cô, nội dung của bài này in nói lên vẻ đẹp phương cơm và sự phát triển mạnh mẽ của thảo quả. À đúng rồi đấy, nội dung của bài đọc tập đọc hôm nay muốn nói lên sự kỳ diệu của hương thơm và sắc hoa thảo quả, sức sống và sự sinh sôi nảy nở của rừng thảo quả. Cô mời Thanh đọc lại nội dung. Nội dung là sự kỳ diệu của hương sắc hoa thảo quả, sức sống và sự sinh sôi nảy nở của rừng thảo quả. À đúng rồi, qua bài tập đọc hôm nay các em đã được tìm hiểu về vẻ đẹp của hương sắc hoa thảo quả, sự sinh sôi mãnh liệt của rừng thảo quả, đã biết được cách đọc bài thế nào cho hay. Về nhà chúng ta cố gắng luyện đọc nhiều hơn bài này. Hôm nay cô khen bạn Ngọc Anh, bạn Thùy Dung, bạn Ánh Ngọc, bạn Thảo Trang và rất nhiều bạn khác nữa đã đọc bài rất hay, rất tốt. Lớp chúng ta cố gắng luyện để đọc hay giống như các bạn nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Các em chuẩn bị sách vở để học tiếp môn khác.